Nếu bạn chỉ cho một đầu của con rắn hai đầu ăn, trước đây đã có người thực hiện một thí nghiệm, thì đầu còn lại có chết đói không? Họ phát hiện rắn hai đầu không thể ăn cùng lúc. Điều này có thể gây ra nghẹt thở và tử vong. Khi cả hai đầu của rắn hai đầu ăn cùng lúc, thức ăn khi đi qua cổ họng rất dễ gây nghẹt thở. Vì vậy, khi cho rắn hai đầu ăn, cần cho ăn lần lượt vào từng miệng. Tốt nhất là dùng vách ngăn hoặc thứ gì đó để tách hai lưỡi ra khi cho ăn. Và sau khi cho ăn, cần lau sạch mùi thức ăn trên lưỡi, vì hai lưỡi của chúng có thể cắn nhau. Dù rắn hai đầu chỉ có một cơ thể, nhưng chúng có hai bộ não. Mỗi bộ não có ý thức hoàn toàn độc lập. Dù một số rắn hai đầu dùng chung dạ dày, nhưng ham muốn ăn uống vẫn có thể gây ra xung đột. Có một số con rắn hai đầu, dù chỉ có một cơ thể, nhưng chúng có hai hệ tiêu hóa hoàn chỉnh. Thậm chí, một số loài còn có hai tim độc lập, như thể hai con rắn riêng biệt bị hợp lại với nhau. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, rắn hai đầu còn có thể lưỡng tính, tức là chúng có hai hệ sinh sản. Nhiều người cho rằng, vì có hai bộ não, rắn hai đầu nên đã quen với sự hiện diện của nhau, và bất kể ai nuốt thức ăn vào dạ dày sẽ cung cấp năng lượng cho toàn cơ thể. Ngay cả khi chúng có hai dạ dày, khả năng một đầu bị chết đói là rất thấp. Điều này hầu như không xảy ra, nhưng thực tế, khi một đầu có thức ăn, hai bộ não độc lập của rắn hai đầu đều kích hoạt tín hiệu đói do thức ăn. Đầu kia không có, rắn hai đầu có thể đấu đá lẫn nhau, dù chúng có chung dạ dày. Nhưng nếu chúng có hệ tiêu hóa độc lập, tình huống sẽ còn nguy hiểm hơn. Đôi khi rắn hai đầu cũng có thể nhường quyền kiểm soát cơ thể cho đầu kia, đặc biệt khi một đầu bị thiếu mũi, thực quản hoặc mắt. Tuy nhiên, khi cả hai đầu đều có đầy đủ cơ quan, chúng thường không nhường quyền kiểm soát, nhất là khi cả hai đầu đều có hệ tiêu hóa riêng. Với hai tim, mong muốn độc lập của chúng rất mạnh mẽ. Năm 1993, các nhà khoa học đã nghiên cứu về rắn hai đầu. Họ phát hiện mỗi đầu của rắn hai đầu có thói quen ăn uống khác nhau. Vì vậy, chúng thường tranh cãi về loại thức ăn. Nếu một đầu của rắn độc hai đầu cắn vào đầu kia, liệu nó có bị chết vì nọc độc của chính mình không? Thông thường, rắn không chết vì nọc độc của đồng loại. Thực tế, điều này thường xảy ra trong tự nhiên. Khi tranh giành bạn đời hoặc thức ăn, chúng có thể vô tình làm đồng loại bị thương, nếu chúng không miễn dịch với nọc độc của mình hoặc đồng loại, thì có lẽ chúng đã tuyệt chủng từ lâu. Chẳng hạn như rắn hổ mang, cơ bắp của nó có chứa các phân tử đường trung hòa nọc độc, ngăn chặn chất độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là rắn không thể giết chết đồng loại của mình, đặc biệt với rắn hai đầu. Nếu một đầu giết chết đầu kia, cả con rắn sẽ chết. Vì sau khi đầu kia chết, cơ thể bắt đầu phân hủy, gây nhiễm trùng và đầu còn lại sẽ chết theo. Trong tự nhiên, rất hiếm khi chúng ta gặp rắn hai đầu hoang dã, vì hai bộ não độc lập thường xung đột về hướng di chuyển và cách săn mồi. Điều này làm chậm tốc độ di chuyển của chúng. Khi gặp nguy hiểm, chúng không thể chạy trốn kịp thời. Đồng thời, hai bộ não tiêu tốn rất nhiều năng lượng, gây áp lực lên cơ thể. Điều tồi tệ nhất là hai đầu rắn có thể có khẩu vị khác nhau, do đó, tuổi thọ của chúng rất ngắn, vì không thể thỏa thuận như con người. Cả hai đầu sẽ gửi tín hiệu đến các cơ bắp. Đôi khi, dù đã bắt được con mồi, kết quả là cơ thể không thể thực hiện các lệnh từ bộ não. Chúng sẽ không biết cách chia sẻ và giữ chặt con mồi, kết quả là miệng cắn con mồi. Nhưng cơ thể thì chết đói,